Hello, hello. Khá là lâu rồi mình không livestream. Thì cũng hơi run. hy vọng mọi người nghe khá là rõ. Thì gần đây lý do mình không livestream là chủ yếu là mình cũng bớt làm Angular và chuyển sang làm React nhiều hơn. Tuy nhiên thì gần đây cũng có cái phiên bản Angular 14 version 14 khá là thú vị. Thì cũng lâu không động đến code thì mình nghĩ là hôm nay cũng là một buổi cuối tuần để livestream và cũng tiện để mình tìm hiểu thêm những cái tính năng mới của phiên bản 14. Thì chắc là không để mọi người đợi lâu, chúng ta xem screen rồi bắt đầu thôi. Thì về phiên bản 14 này, hôm trước anh Kiệt có share cũng một cái livestream đi qua những cái tính năng chính của phiên bản này rồi. Thì để mình zoom lên tí. Thì có cái blog post từ Team Angler, các bạn có thể lên xem. Nhìn mấy cái header này thì có cái đầu tiên khá thú vị là standalone component. Tức là ngày trước thì muốn dùng một component hay là directive là py. Ở trong Angular thì mình cần phải declare, tức là cái định nghĩa nó trong một cái module. Thì bây giờ bạn có thể dùng một cái flag tên là standalone true, và khi mà standalone true này thì nếu như cái component nó depend vào những thứ khác nữa thì mình có thể import ngay ở trong component thay vì là phải tạo ra một cái ng module. Cái cách viết này thì chắc là cộng đồng khá là ủng hộ vì các framework khác thì hầu như không có cái concept về module, nên là khi mà Angular giản lược được cái ng module thì cũng đỡ cái step learning curve cho rất là nhiều bạn. Để mà bootstrap một cái ứng dụng dùng standalone component thì dùng bootstrap application, còn nếu như không có standalone component thì quên sửa cái gì nhỉ, platform browser dynamic dot bootstrap module. So, idea là cái code cũng sẽ ngắn gọn hơn, có thêm một số những cái API để support standalone component, và những cái API hiện tại thì vẫn vẫn sẽ chạy bình thường, vẫn sẽ work, tức là backward compatibility, chứ không phải là khi mà bạn upgrade lên Angular 14 thì đùng một cái tất cả những cái ứng dụng mình đang viết dừng hoạt động. Thứ hai, một cái tính năng cũng khá là được mọi người mong chờ là khi mà mình dùng reactive form thì bây giờ sẽ là strongly typed. Đây là một trong những cái top GitHub issue, để mở lên xem lâu quá không xem. Thì cái issue này được tạo ra chắc phải cái đề từ 2016, và từ những cái ngày đầu mà Angular 2.0 được ra đời chính thức, tức là official Angular 2.0, thì đã có người tạo feature request rồi. Nhưng mà phải đến bây giờ thì cái tính năng này mới được đưa vào sau khá là nhiều những cái vòng request for comment từ Angular team. Chắc là cũng có nhiều lý do, bởi vì nếu các bạn có xem các buổi livestream, không phải livestream hay là các buổi kiểu chơi game xong rồi nói về Angular của team Angular thì họ cũng có đề cập là không phải là vấn đề về technical mà ngoài ra cũng còn những cái lý do khác nữa. Ví dụ như kiểu là có rất là nhiều các gọi sao, các khóa học về Angular khi mà họ dạy Angular ấy thì cũng không đề cập gì đến strongly typed. Bây giờ nếu mà introduce một cái mới thì hầu như là sẽ phải update ở rất nhiều nơi, nó ảnh hưởng đến cộng đồng, nhiều lý do lắm, mình xem lâu quá cũng chả nhớ. Nhưng mà đến cuối cùng thì bây giờ cũng đã có strongly typed cho type form. Hôm trước mình có thử dùng form builder thì cảm giác là, chứ mình chưa đọc kỹ đọc, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên kiểu đọc lại cái blog post này, thì dùng form builder để tạo ra form group hình như là cái type chưa được hoàn chỉnh cho lắm thì phải. Nếu mọi người có theo dõi livestream của anh Châu làm cái ng con con
Nếu các bạn chưa xem thì có thể tham khảo Angie Conduit là một cái project anh Châu có sử dụng standalone component và dùng những API mới. Thì thấy anh ấy có define ra một cái type form group và dùng form builder. Nên là somehow khi mà dùng form builder như có vẻ như là nó chưa hoạt động chính xác, cái này mình không chắc, nên là mình chỉ nói một ý ngoài lề vậy thôi. Còn ngoài ra thì còn một số những feature khác, nhưng mà chắc là hai cái feature đầu tiên là hai cái lớn nhất rồi, mọi người đều muốn dùng thử. Type form thì gần như là một, chắc đây là official rồi, còn standalone component thì đây cũng là một trong những cái phiên bản có để dùng preview. Có nghĩa là trong phiên bản tới đây thì khả năng cao có thể sẽ thay đổi một số API. Nên là hiện tại thì cũng chưa, chắc là cũng chưa khuyến khích để kiểu migrate hoàn toàn sang standalone component lên những ứng dụng đang chạy trên production. Thì chúng ta có thể dùng thử xem qua, xem team có thích cái API mới này không, xem nó có giúp code ngắn gọn đi được bao nhiêu phần trăm, rồi cái hiệu suất làm việc, rồi development experience có cải thiện không. Thì đây cũng là một bản preview, mọi người cũng nên dùng thử để biết. Thì mình có thấy một cái doc mới là Getting started with standalone component, thì chắc là chúng ta sẽ vừa xem vừa làm doc này, kiểu vừa xem doc này rồi vừa migrate lên thôi. Thì đây là cái ứng dụng Angular Spotify, nếu như các bạn nào chưa bao giờ nhìn thấy thì đây là một cái phiên bản làm lại của Spotify sử dụng Angular, và mình có dùng NX khi mà mình tạo lên cái project này. Thì dùng NX cũng có khá là nhiều những cái benefit nhất định. Mình có làm một buổi livestream khá là lâu rồi, chắc là cách đây hơn 1 năm rồi, nói về cái cấu trúc architecture structure khi mà dùng NX thì như thế nào thì hợp lý. Thì trong buổi nay chắc mình cũng sẽ không nói lại nữa. Thì mình cũng vừa clone lại cái repo này vào máy vì lâu quá chả dùng. Thì như các bạn có thấy là khi mà mình install thì đang có khá nhiều warning, bởi vì hồi trước khi mà mình tạo Angular Spotify này thì có dùng hình như là Node 12 khá là lâu rồi. Thì nhìn vào, hy vọng là nó khá là rõ, nhìn để mình xem đây. Thì khi mà bạn nhìn vào cái log version 1 này thì đây là cái packet log được tạo hình như là từ Node JS 12 trở xuống cho đến Node.js 14 chấm bao nhiêu đó, 14 chấm bao nhiêu cụ thể thì mình không nhớ, nhưng mà đến một phiên bản 14 nhất định thì khi mà bạn dùng npm install nó sẽ tạo log version 2. Thì để tìm hiểu thêm về cái này các bạn search trên Google, mình không nắm vững lắm. Hiện tại đang, nếu mà là npm ở đâu, đúng rồi, npm 8 chấm gọi là 8 point something something, thì hình như là có cả version 3 rồi vậy. Đây thì để tìm hiểu về cái sự khác nhau, các bạn có thể nhìn đây, đây là version 1 từ npm 5.6, version 2 là npm 7. Npm 7 này như là 14 chấm Node.js 14 chấm 10 mấy thì có rồi vậy. Sau đấy là đến version 3 là cũng là log file sử dụng bởi npm v7, nhưng mà không có backward compatibility. Thì theo như mình hiểu, tức là mình cũng chưa chưa dùng version 3 bao giờ, nhưng mà theo như mình hiểu là khi mà log version 3 thì npm install khả năng là sẽ chết nếu như mà bạn dùng npm 6 để install. Đấy là theo như cách mình hiểu. Thì bởi vì hiện tại như là mình đang dùng node khá là lớn, 16 rồi. Okay. Thì để mình dùng lại 12. Nói chung là nó cũng, nếu khi mà mình dùng 16 thì sẽ npm sẽ cố fix cái log file này thành version 2. Nhưng mà như hôm trước mình thử install có lỗi, nên thôi chúng ta cứ stick với 12 trước đi. Chắc là sẽ có cần có một buổi nói chuyện về việc upgrade node npm version. Cái việc này cũng xảy ra khá là thường xuyên trong hầu như các công ty, nên khả năng là mọi người cũng sẽ quan tâm. Rồi chắc là sẽ phải đợi một khoảng thời gian.
Thì nói lại thêm một chút về Spotify thì đây là một cái ứng dụng mình biết lâu quá rồi, hơn năm rồi. Idea là dùng, tức là dùng những thứ của Angular để tạo nên một cái app. Không không chắc là app Spotify gốc thì viết bằng cái gì, nhưng mà sau khi mà mình dùng Angular để viết lại Spotify thì thấy cái cấu trúc cũng khá là clean. Việc thêm các feature mới cũng cũng dễ dàng, không có vấn đề gì cả. Ngoài ra thì mình cũng thử thêm những thứ mà mình thích, ví dụ như khi mà mở một bài hát ấy thì mình muốn thêm một cái visualization này, nó giống để giống với Windows Media Player ngày trước, hoặc là AMP, đúng không? Winamp. Thì Spotify hiện tại không có. Có một tính năng nữa khá là thú vị thì các bạn thể cân nhắc là kiểu mình đang cân nhắc chứ không phải các bạn thể cân nhắc, hoặc là ai muốn dùng Angular để viết thử ấy, thì có một tính năng nữa rất là hay của Spotify là khi mà có một cái toggle ở đây để mà bạn hiện cái lời bài hát ấy, thì khi mà một bài hát đang bật thì nó cũng hiện lên một cái view như thế này thôi, nhưng mà thay vì là visualization thì sẽ bắt đầu hiện lời bài hát ở đây. Hình như là Spotify dùng kiểu API có trả tiền nên là có thể hiện được từng câu một, tức là đến đoạn nào thì hiện câu nào. Còn theo như mình check thử thì cái API của Music Match này, nếu mà bạn free thì sẽ không có cái tính năng đấy, thì nếu như các bạn muốn thử viết cái tính năng đấy cho Spotify thì mình rất là welcome. Chỉ cần tạo một pull request đến đây thôi, Angular Spotify. Mình cũng có khá là nhiều style rồi nên là cũng kiểu không không nói thêm một ý là nếu các bạn thích cái ứng dụng này thì nhờ các bạn bấm vào cái nút style ở bên phải, nhưng mà vì hiện tại nó cũng khá là nhiều rồi và hồi đầu mình nói hay có cái ý đấy, bây giờ thì ứng dụng cũng khá là nhiều người biết đến rồi mình coi như không đề cập. Thì hiện tại là đang install npm, sorry mọi người vì mình mới clone lại cái app này nên là sẽ cần phải install lại. Sau khi mà mình install thì để để mà dùng được các tính năng thú vị của Angular 14 thì chúng ta chắc là sẽ cần phải upgrade NX. Thì NX bản mới nhất sẽ có NX, cái package NX Angular 14 mới nhất. Thì trước khi đấy thì chúng ta tạo ra một cái branch mới đi. Thì branch mới tên là Angular 14, chung /Angular 14. Cái việc mà đặt cái branch name này thì sẽ có nhiều cái convention, ví dụ như là feature /something. Còn hiện tại thì cái dự án này của mỗi mình làm nên mình toàn chung cái gì đấy. Cái việc mà có prefix thì nó sẽ dễ hơn khi mà mình kiểu clean git ở máy hiện tại. Ví dụ như bạn muốn là ok một ngày đẹp trời bảo em muốn xóa hết những cái bảng, những cái branch mà bắt đầu, tức là em tạo ra ở ở máy hiện tại đi, bởi vì nó đã merge hết ở trên remote và cũng được delete rồi, thì có thể chạy một câu lệnh search stack overflow, chạy một câu lệnh để mà xóa tất cả những branch có bắt đầu bằng chung, thì như thế nó sẽ khá là dễ. Còn nếu mà đặt tên một cái branch mà kiểu ngẫu nhiên ấy thì chả sao cả, nhưng mà đến lúc kiểu clean up ở ở máy mình thì sẽ khó hơn, hoặc là khi mà các bạn muốn bạn không nhớ được cái brand thì mình trước kiểu 2 tuần trước mình work nó là cái gì ấy, thì có khi là có bạn sẽ biết chắc là nếu mà đặt tên có prefix thì sẽ dễ tìm hơn. Thì đấy là lý do mình hay đặt kiểu trùng sượt cái gì đấy. Còn tùy vào các dự án, tùy vào công ty sẽ có những cái standard khác nhau. Chắc là mình chưa check cái này, trước mình sẽ tìm về cái doc mà upgrade NX. Thì để mà upgrade NX thì chắc là chạy có lệnh mình thôi, NX migrate list it. Mình chưa check nhưng mà bởi vì Angular hiện tại là list it nên là khi mà upgrade lên NX list it thì mình nghĩ là assume là sẽ support phiên bản Angular mới nhất. Đây. Ô nhanh vậy hả? Thì phiên bản NX mới nhất hy vọng là nhìn rõ là 14.3.6. Để xem nào. Nhưng mà package JSON thì không có gì mới.
Chưa kể là đây là chỉ là step đầu tiên thôi, tức là sau cái step đầu tiên này thì package JSON sẽ được update. Như các bạn thấy đây, đây là step 1 và sẽ tạo ra một file là migration.json, nhưng mà hiện tại thì chưa thấy migration.json. Và package JSON này thì chỉ có thêm một cái line thôi này, không biết là có vấn đề gì, để xem. Thì mình để mình thử cái câu lệnh này đi với cái phiên cái version, hy vọng là nó sẽ khác đi. Như vừa nãy là 14.3.6 kéo lên. Oh, clean rồi. Ok, 14.3.6. Thì cái command thứ hai này thì dùng để upgrade NX lên một phiên bản. Ví dụ như là mình đang dùng 12 thì thực ra là mình nên upgrade lên 13 trước. Xong rồi mình upgrade lên 14 thì sẽ tránh được những cái breaking chain đấy. Nhưng mà ở cái khuôn khổ của buổi demo hôm nay thì mình sẽ update thẳng lên 14. Thì khi mà chạy cái command là migrate nwls workspace với version thì hiện tại thì có thể thấy là bắt đầu cái việc migrate đang bắt đầu được được initialize. Thì khi mà bây giờ mình check cái file thay đổi thì có thấy là package JSON có thay đổi khá là nhiều. Thì từ Angular 12 thì sẽ lên Angular 14 nhỉ. Và quan trọng là có cái package nwl cũng từ 12 lên 14. Còn ngoài ra thì cũng cập nhật những cái thứ khác, râu ria. Thì cái những cái package này coi như là cũng không, mình cũng không quan tâm đến nhiều nữa, mình chủ yếu là để ý đến những cái package của NX và những package của Angular thôi. Thì ok, bây giờ check cái file migration thì các bạn sẽ thấy là sẽ có khá là nhiều những cái step. Thì như ở NX có đề cập là ở trong cái file migration đó JSON sẽ có rất là nhiều những step khi để cần chạy khi mà migrate, tức là upgrade lên phiên bản NX mới nhất. Ví dụ như đây trên present từ cái gì đấy xong rồi sang cái gì đấy xong rồi migrate workspace từ transcript to NX colon transcript. Thì khi mà mình muốn, khi mà mình, đây là idea là khi mà mình chạy xong cái lệnh thứ nhất, step đầu tiên, step 1 là run câu lệnh NX migrate. Thì step 2 là mình sẽ review cái file này xem là có những step nào sẽ được thực hiện khi mà mình thực sự là migrate lên NX version mới. Thì để mà sau khi mà mình đã review cái file này ra thì thường là cũng chỉ đọc qua thôi chứ cũng mình cũng không hay để ý kỹ cho lắm. Thì câu lệnh tiếp theo các bạn có thể nhìn thấy là NX migrate dash dash run dash migration. Thì khi mà mình run cái command này thì toàn bộ những cái step được đề cập ở trong file migration này sẽ được execute. Và từ đấy thì sẽ update những cái file tương ứng ở trong dự án. Bởi vì hiện tại cũng chỉ là update package JSON và có cái file này. Thực ra cái file này chưa chạy gì cả. Thì như các bạn thì thấy là trong cái sẽ có một số những cái chỗ kiểu implementation ở cái chỗ nào đấy thì xem nào. Như ở đây không có, chắc là trong node module. Cái này mình không chắc là cái đoạn code mà những cái file này thì nó sẽ ở đâu. Nhưng mà khả năng cao đều chỉ là những cái file JS hoặc là TS. Và khi mà run đến cái command nào ấy, thì sẽ chạy cái file tương ứng. Thì idea là như vậy. Thì ok, mình bây giờ chúng ta sẽ chạy câu run migration. Thì có một chú ý là khi mà run cái câu lệnh là NX migrate run migration thì sẽ NX sẽ chạy toàn bộ những cái câu lệnh này và sẽ kiểu có rất là nhiều những cái thay đổi và cái commit cuối cùng thì sẽ rất là lớn. Ví dụ như là sẽ có 1.000 file được thay đổi chẳng. Thì như thế khá là lớn. Thì các bạn có thể consider, tức là có thể cân nhắc sử dụng câu lệnh ở dưới là NX migrate run migration và dash dash created commit. Thì khi mà mình chạy câu lệnh này thì với mỗi step
Thì sau khi chạy xong step nào thì anh sẽ commit ngay cái sự thay đổi của step đấy cho mình, thì trong tương lai khi mà mình nhìn lại cái git history nó sẽ clean hơn. Thì mình thì mình cũng không có prefer là hướng nào cả, nhưng mà hiện tại thì mình cảm giác như là nếu như mà mình merge cái PR cuối cùng, ví dụ như là mình có một cái PR lớn tên là NX Migration to 14 chẳng, và bạn muốn chỉ merge cái commit đấy vào master thôi, tức là tất cả những cái commit ở trong cái branch đấy sẽ được mang sang master, thì cái câu lệnh created commit này có thể sẽ hợp lý hơn. Còn khi như các bạn cũng biết ở trong Git thì có GitHub thì có cái tính năng là squash and merge, tức là sẽ gộp tất cả những cái commit lại và tạo ra một cái commit cuối cùng rất là to. Thì nếu mà mình dùng squash and merge thì thực ra nó chẳng khác gì. Còn nếu mà mình dùng merge bình thường ấy thì mình nghĩ là nên dùng cái câu lệnh này. Bây giờ chúng ta chạy câu lệnh này tiếp. NX migrate dash dash run migration dash dash create commit. Chắc là sẽ mất một khoảng thời gian đấy. Okay. Thì sau khi mà chạy xong cái command này, khả năng cao là chúng ta sẽ có ML14. Ngoài ra thì các bạn hoàn toàn có thể customize cái file migration.json, tức là có thể là chạy từng câu lệnh một chẳng, hoặc là skip một migration nào đấy, hoặc là reorder nó, thì hoàn toàn các bạn có thể mở file migration.json và thay đổi cái thứ tự ạ. Thực ra thì mình nghĩ là thứ tự mà được set theo mặc định như này thì thứ tự được khuyến cáo rồi nên thường là mình cũng không thay đổi, nhưng mà chắc là sẽ trong nhiều trường hợp thì sẽ cần. Bản thân mình thì chưa dùng NX ở trong dự án thực tế của công ty bao giờ nên là sẽ có nhiều những vấn đề mà mình sẽ chưa gặp bao giờ khi mà làm ở dự án nhiều người. Nhưng mà ở cái dự án Spotify này thì lần trước mình có upgrade lên 12 với sự giúp đỡ của anh Châu thì cũng không vấn đề gì khi mà mình chỉ dùng cái câu lệnh là migrate này thôi, thì sẽ rất là mất một khoảng thời gian. Sau đấy thì chắc mình sẽ không cần đến cái doc này nữa. Cũng có khá là nhiều những cái tip như là mình có thể override cái version lại, tức là khi mà migrate thì có thể hoàn toàn không thích những cái version mà NX recommend, mà có thể override, ví dụ như ở Jung Jazz phiên bản 22 ạ, thay vì là NX suggest là dùng 23, kiểu như vậy. Còn trong trường hợp mà upgrade bị lỗi đúng không, thì chuyện này có thể sẽ khả năng sẽ xảy ra, thì cần chạy reset hack để bỏ, tức là bỏ toàn bộ những cái thay đổi mới từ từ git, sau đấy thì clean và fork dash f, tức là fork và đi directory delete file, tức là file, ok, tức là delete những file và directory mới được add vào. Đây thì sẽ có rất là nhiều những cái step như bạn thấy, đây là running migration, sau rồi một số cái câu lệnh ở đây thì có thể nhìn thấy là running migration nhưng mà sẽ không có cái thay đổi nào để tạo commit cả, nên là sẽ không có commit. Hoặc là còn những cái script nào, migration nào mà có sự thay đổi thì ở thì git mới tạo commit, cái này make sense thôi. Có thể là version hiện tại đã kiểu khớp rồi nên sẽ không có thay đổi nào cả. Và đến cuối cùng thì sau khi mà các step đã được chạy xong thì sẽ đến bước là running npm install. Trong khi đấy khá là lâu. Thực ra trong dự án thực tế thì chắc là cái bước này sẽ mất một khoảng thời gian nữa. Sorry, tự nhiên lại clean đi thì không lại nhìn thấy. Ok, thì nó vẫn đây thôi, kéo lên. Sau khi mà install thì chắc là không có vấn đề gì. Đây, thì tất cả đây là những cái step mà các bạn thể nhìn thấy.
Trong một số nơi thì có ghi là unable to update. Ok, anyway thì để xem. Sau đấy thì có tạo ra một số sự thay đổi trên packet log. Chưa hiểu tại sao lại không tạo commit luôn, nhưng ok, mình có thể commit cái thay đổi này. Nhưng mà trước khi commit thì chúng ta chạy thử xem là nó có work không. NS ở trên máy mình là viết tắt của npm start, tức là để start dự án. Thì cái này mình học từ anh Châu dùng alias. Đấy, trừ gì là thì chết rồi. Ok. Cái này khó rồi nha. FS1 promise removing. Thật ra mình cũng chưa biết nó bị làm sao. Mình target angles for myself fail. Ok, thử verbose xem có gì hay. Hoặc là khi mà run thì không thể dùng 12 được. Ok, đấy, tức là rất nhiều trường hợp chúng ta cần upgrade npm. Ok, cảm giác như là vừa rồi là do phiên bản của Node.js quá là cũ thì có một số những cái tính năng của CLI Angular mới thì sẽ chưa được support. Nếu mà dùng phiên bản cũ hoặc là hỏi chưa support mà sẽ cần một số thứ của Node khi mà Angular CLI dùng phiên bản, ví dụ như ở Angular CLI nói là ok ta dùng phiên bản 14 nhé, nhưng mà ở trên máy mình dùng 12 thì đấy sẽ có một số những cái feature ở Node 12 mà ở Node 14 mà Node 12 không có, nên khi mà run thì sẽ thấy lỗi. Thì khi mà mình chuyển sang 14 thì ok, có vẻ như là đã chạy không vấn đề gì. Thì chắc là sau cái buổi này thì sẽ phải cần phải update lại Node.js với lại package log version. Nhưng mà để xem npm đã rất phục. Wow. Npm 8 rồi xong. Thì là mình dùng U14. Đây là 10. Ok, là npm 6. Thì khi mà npm 6 bao nhiêu là vẫn chưa tạo ra cái file packet log mới. Ok. Ok, thế chắc là dùng 10, 14 như phiên bản này cũng được. Ok, hiểu ý. Thì vừa nãy là lý do là mình dùng Node 12. Thì Node 12 thường là sẽ đi kèm với một npm rất là cũ, npm 6 gì đấy hoặc là 5 gì đấy. Thì cái package log này sẽ compatibility với Node 12 và npm 6, nhưng mà kể cả là đến Node 14 thì sẽ vẫn có những cái phiên bản Node 14 dùng npm 6. Chỉ đến một số phiên bản Node nhiều hôm trước mình có nhớ là 14.10 thì phải, thì bắt đầu mới dùng npm 7 đổ lên được. Không ạ. À? Mình quên sử rồi. Nhưng mà từ một phiên bản Node nào đấy thì mới dùng npm 7, chứ không phải là Node 14 nào đấy, chứ không phải là 14.0 là đã dùng npm 7 luôn rồi. Thì anyway, chúng ta có thể mở lên thì có vẻ như là chạy bình thường. Ok, hiện tại khá là nhiều bug chưa kiểu fix được, như ở, trong một số trường hợp thì cái player này sẽ không load được và sẽ không chạy được nhạc chẳng. Thôi cái đấy fix sau, dự án open source nên cũng không có nhiều người dùng. Là một lợi thế. Ok, thì bây giờ mình sẽ commit cái này đi ha. Okay. Rồi, bây giờ update này cho thôi. Thì mình sẽ commit cái file packet log này lại. Ok. Thì bây giờ là mình sẽ cần phải nói lý thuyết một tí thôi. Hầu như là khi mà các bạn nhìn vào cái structure, mở lại cái library web thì sẽ thấy là có khá là nhiều những cái folder, ví dụ như album hay là artist hay là browse hoặc là home hay playlist. Thì những cái
Folder này thì thường là nó sẽ tương ứng với một cái route ở trên UIL. Ví dụ như ở loại album này thì sẽ gồm những component hoặc là những cái page, thường những component thôi, không phải là page. Thường những component khi mà kiểu mình load ví dụ nha, sorry, nói chạy hơi khó. Ví dụ như mình vào một cái album đi, đây, my album, thì cái này thì chắc là không zoom được, nhưng mà các bạn có thể thấy là slash album có chữ S thì là sẽ load ra những cái list album, tức là sẽ là một cái array album. Khi mà mình ấn kiểu click vào một cái album thì sẽ cần là nào là album slash album ID, thì lúc này thì sẽ là load ra một cái album nhất định. Đấy thì nó sẽ tương ứng hầu như là với các component trong cái folder tên là feature này. Từ các bạn sẽ nhìn thấy list chính là nơi mà mình load ra cái list of album này. Đây. Và detail thì chính là cái album ID. Thì album ID thì sẽ gồm rất là nhiều những cái component nhỏ để mà kiểu gọi là compose lại thành cái component lớn này. Nhưng mà idea là như vậy thôi, tức là khi mà mình chuyển cái route này thì cái cục gọi là router outlet ấy, thì là nó ở đây. Nó tức là còn cái phần bên trái này thì lúc nào cũng ở bên trái này. Cái phần player hiện tại thì lúc nào cũng là ở top, ở bottom rồi. Và bao giờ cũng sẽ có cái cục ở trên top này. Thì cái phần mà gọi là content gọi là router outlet ấy, tức là để khi mà các bạn thay đổi cái URL mà nó load ra một cái component mới ấy, thì nó chỉ là ở phần này thôi. Tức là khi mà các bạn xem cái component tên là layout ấy, mình xem lại. Cũng layout nhỉ. Lâu quá không biết cái layout HTML. Thì sẽ thấy là có nav bar, xong rồi top bar, xong rồi main view, now playing, chứ là cái dưới này, xong rồi overlay cho album add, tức là ok cái này sẽ nói sau. Nhưng mà khi mà vào main view, vào main view thì sẽ thấy là có cái router outlet ở trong main view này, tức là nó chính là cái cục này, nó lại thế, như thế cho nó dễ hiểu. Thì bây giờ để mà bắt đầu update thì mình nghĩ là bây giờ với việc mà bắt đầu update thì chắc là update từ những cái feature nhỏ thôi, chứ mình không không hiểu update một phát kiểu app component dùng standalone component luôn. Thì mình sẽ bắt đầu theo từng folder, mình nghĩ như thế là sẽ dễ nhất, tức là mình sẽ làm từ album xong rồi paste, xong rồi auth. Auth nó không phải là một cái auth có vẻ nhỉ, không, auth là chỉ là để lưu một số những cái thông tin, như kiểu giả sử như là cái ứng dụng này có cái trang login nhỉ, thì sẽ là nhìn thấy auth thì sẽ là có page login, nhưng mà hiện tại auth thì có một cái model hiện lên nếu như mà khi mà mình fetch API nó bị báo là unauthorized thì đấy là auth. Xong browse thì chính là cái link này đó, on the left side thì browse, xong rồi sẽ hiện ra là browse, xong rồi slash ID thì sẽ là cái list của category đây, category có S và category không có S đấy. Thì idea là như vậy đúng không? Tức là mình vào browse mình sẽ load ra một component là một cái list, thì thường là mình sẽ đặt tên, kể cả cái cách đặt tên ấy, naming convention. Thì khi là một cái list thì bạn sẽ thường là user dash list à? Hoặc là users, tức là số nhiều, thì mình hiểu là ok cái component này somehow nó sẽ load ra nhiều user. Còn user detail thì chỉ là user dash detail, tức là user gạch ngang detail ạ. Hoặc là user không có s thì đây là single. Đấy thì đấy là cái cách đặt tên mà mình hay dùng. Mà thực chất là hy vọng nó make sense. Và ai cũng đang đặt tên như thế. Còn nếu như các bạn không đặt như thế thì mình nghĩ cũng có thể cân nhắc sử dụng. Ok, thì bây giờ chắc là chúng ta bắt đầu từ phần album thôi. Thì trước khi mà bắt đầu code, chắc là phải quay lại đến cái doc là Getting started with standalone component. Thì ở trong cái doc này thì họ cũng chỉ có đề cập là ok, nếu bây giờ như cậu muốn dùng standalone component và không cần đến ng module thì các cậu phải làm gì? Các cậu phải define một cái gọi là property cho cái component gọi sao decorator này, tức là phải standalone true.
khi mà define standalone true này thì sẽ không thể import cái standalone component này vào một cái module nữa và nó sẽ báo lỗi. Hình như thế mình đọc ở đâu đấy. Và khi mà mình muốn dùng những thì ví dụ như ở khi mình định nghĩa ra một cái component ví dụ như là album đi, ok chắc là nói luôn để cho dễ. Như cái cách mà mình đang làm hiện tại đúng không? Thì mình có dùng album component. Đây là cái component mình định nghĩa ra. Thì ở trong template của album component đấy thì có dùng đến một cái gọi là AES, tức là Angular Spotify Dash Media. Và như các bạn có thể hình dung hoặc các bạn có thể assume được là cái media nó chính là cái này. Cái media nó chính là một cái nó gọi là nó là một thứ nó gồm có một cái ảnh, một cái title và một cái description. Đấy, mình muốn làm cho nó rất là kiểu generic ấy, thì để sau này mình có thể sử dụng để hiện atis cũng được chẳng, ví dụ như có làm cái atis hay chẳng nhớ nữa. Last playlist mình nhớ là có atis rồi anh nhỉ. Thử vào đây, ví dụ như là explosion in the sky. Ok, nó giống như playlist đó. Tức là media thì được dùng lại, tức là reuse giữa album và playlist. Thì mình cũng không thể gọi nó là một cái album được, bởi vì mình dùng hai chỗ, tức là cái playlist cũng có một cái cover, một cái ảnh, xong rồi một cái title, xong một cái description. Thì mình chả biết gọi nó là gì thì mình gọi là media. Thì quay lại câu chuyện. Thì hiện tại để mà dùng được cái media này đúng không, ở trong cái component là album, thì mình cần phải import cái module media. Và trong cái module media này thì mình đã declare là có cái media component. Thì đấy là lý do mà tại sao mình có thể dùng nó để trong album component như các bạn đã từng nhìn thấy ở đây. Còn tức là in order để mà dùng được cái component này ở trong một component khác thì mình phải import cái module mà có declare cái component này vào cái module mình muốn dùng. Nghe nó có vẻ phức tạp nhưng mà làm một thời gian thì hy vọng là nó kiểu cũng cũng khá là intuitive, tức là nó cũng kiểu đến một cách tự nhiên. Ok, thì bây giờ mình muốn là không có cái module này nữa, tức là mình muốn là khi mà mình chuyển sang dùng standalone component, tức là mình đại khái là mình sẽ cùng xóa thẳng cái module ấy đi. Đấy, thì mình sẽ xóa nó đi. Và mình sẽ ở trong cái album component đây, chính là cái album component này, thì mình sẽ define là ok, bây giờ tôi muốn là dùng cái này là standalone bằng true đúng không? Và bởi vì là do là mình đang code theo kiểu scam ấy, scam tức là single component module, tức là trong một cái module chỉ có một cái component đấy thôi. Thì hiện tại thì mình đang dùng một số những cái tính năng, gọi là một số những cái component khác, một số những cái pipe khác, một số những cái directive khác. Thì để mở lại cái template, nó đang hơi rông dài nhưng mà cái lần đầu tiên làm thì chắc không phải rông dài đấy. Thì khi mà mình nhìn lại cái component này bây giờ thì sẽ thấy là nó bị lỗi rồi, bởi vì là mình đã không còn cái module nào cả. Tuy là standalone nhưng mà Angular vẫn nói là khi mà bạn cần dùng cái gì thì bạn vẫn phải import cái đấy vào. Và bây giờ thay là vì bạn import vào một cái module ấy thì bây giờ bạn sẽ import nó vào chính cái component đấy. Dựa vào một cái property nó gọi là import. Nó nghe rất là giống với cái naming cũ của module, để cho mọi người đỡ kiểu bị hẫng. Thì mình sẽ cần copy những cái thứ mà mình vừa define đây. Ok, đây đúng không? Đây. Comment module, media module, spinner module. Còn cái rất quan trọng là cái router module dot forChild. Thì ok, tức là mình sẽ làm từ trên xuống dưới nó sẽ dễ hơn. Đây là mình đang làm từ cái component nằm trong một cái feature rồi. Thì các bạn có thể hiểu được là khi mà mình import những cái này vào thì nó sẽ work, nhưng mà mình sẽ không làm cái mình sẽ import on missing. Thì bây giờ mình sẽ
đợi khoảng mấy giây đấy thì nó sẽ tất cả những cái load nó sẽ gone. Sau rồi cái template bên trái này sẽ không báo lỗi nữa. Nhưng mà đấy là lý do mình rất là không thích dùng VS Code, nhất là khi mà dùng VS Code mà phải livestream ấy thì cảm giác nó sẽ rất là nặng somehow. Chúng ta sẽ reset thử để kiểm chứng là khi mà bạn import những cái này vào ấy thì là cái template bây giờ sẽ không bị báo lỗi nữa. Thế chứ? Ok, hiện tại bây giờ thì khi mà import vào thì sẽ không báo lỗi nữa và bây giờ mình có thể navigate đến thẳng cái media component được. Tức là language service đã nhận ra được là ok, cái component album dùng những cái template, tức là dùng những cái component khác và hiện tại là nó đang chạy không có vấn đề gì cả. Nhưng mà thôi, để mình sẽ bắt đầu làm cái trên phần dưới cho nó dễ. Thì đấy là idea khi mà mình gọi là update một cái component sang standalone component. Nhưng mà ở trong cái dự án này thì mình định định nghĩa ra rất nhiều thứ nó gọi là shell, tức là ở trong album ấy thì mình sẽ có hai thứ. Thứ nhất là cái có hai thứ, tức là ok, cho bạn xem lại từ trên xuống dưới cái phần route, gọi là route đây. Thì đây là cách mình define ra cái route, tức là khi mà mình load cái path empty thì sẽ load thẳng cái layer component và từ đấy thì sẽ Angular sẽ biết được là sẽ có một cái router outlet ở đâu đó, và khi mà cái router outlet thay đổi thì sẽ cần update cái component tương ứng. Thì bây giờ mình định nghĩa cái album nó là như thế này, tức là ok, khi mà vào album thì sẽ load cái children và mình dùng lazy load để mà load ra cái album shell module. Thì ở trong cái album shell module này này nó đang làm cái gì? Nó chỉ là làm, tức là đây chỉ là một cái shell ở trong cái module này, hoàn toàn không có một component nào được định nghĩa, không được declaration đúng không? Và trong cái shell module của cái album này thì chỉ có là ok, mình nói là khi mà load ra cái path là slash album như này, cái nói chung là hơi khó nhìn, cái chữ ở đây đi slash album thì là load ra cái component này, à là load cái module này. Thì khi mà load ra cái module này thì ở trong cái module này đã định nghĩa là ok, nếu như mà cái path nó empty, tức là nó đúng là album luôn đấy, cái path nó empty nhé, thì mình sẽ load ra cái component là album S module, tức là cái list của những cái album, hay là mình gọi là album đi, tức là ok, nếu mà đọc trong tiếng Việt nó là album. Và khi mà mình có một cái ID, các bạn nhìn thấy cái cú pháp quen thuộc là colon xong rồi đến một cái string để mà có thể query, thì là đến album ID, ví dụ như là 123456, thì sẽ load ra cái component là album detail. Thì với mỗi cái không cái module này này thì ở trong đấy cũng là định nghĩa ra ok, nếu mà là path empty thì load ra component này, và ở trong album ID cũng tương tự, tức là nếu mà empty thì load ra cái component đấy, vì đến cái lúc này nó đã là album slash 123456 rồi, nên là khi mà vào được cái module này thì mình cũng không cần quan tâm nữa. Tức là đây là kiểu cái lại ok, chắc là nói thêm về cái gì nhỉ, strategy, nó là prefix. Thì miễn là ở đây là album slash ID đã có, và đến đây ở trong này nó bảo là mà muốn match cái empty path thì empty path nó chính là cái URL này rồi, nên ở trong cái component, ở trong cái module này thì mình cũng chỉ định nghĩa là ok, nếu mà là vào album ID thì load ra component này. Thì nó sẽ có một số những cái implication và mình sẽ cần phải thay đổi, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cần phải update cái đầu tiên, đó chính là cái shell module, tức là cái nơi mà define ra cái route, hai cái route này, tức là album và album 1234 trên URL. Đấy. Cái này thì không zoom lên được là hơi khó nhìn, nhưng mà các bạn vẫn nhìn được. Thì làm sao để mà sao, tức là làm sao bị, tức là bởi vì đây là nó là một cái module thì
phải có một cái cách nào đấy, bởi vì đây nó không phải là một cái standalone component nữa, tức là đây là mình provide một số thứ thông qua module, và bây giờ mình nói là ok em muốn dùng nó theo cái API mới của standalone component thì có cách nào không? Thì câu trả lời là có một cái cách nó rất là mới, là khi mà các bạn kéo xuống ấy thì những cái này thì nó khá là basic rồi, tức là nếu mà mình muốn dùng một cái album component ở đâu, dùng cái gallery component, tức là standalone component ở trong một cái module, thì mình hoàn toàn có thể import nó vào cái mảng cái array import này. Cái này thì hy vọng là nó khá là clear. Ok, Nam có hỏi là tại sao ở đây lại là dùng async await, thì thực ra đây nó chỉ là một cái syntax thôi. Bình thường em sẽ thấy là chả nhớ ngày xưa viết này, tức là như thế này. Em quên mất cái cú pháp cũ rồi. Idea là nó chỉ là một cái syntax thôi. Nó gọi là syntactic sugar syntax, thì bình thường em sẽ viết là như thế này. Xong rồi import như thế này. Như thế này. Đấy, thì bình thường em sẽ nhìn thấy là ok đây nó là một cái promise, và đến cuối cùng thì em ở trong khi mà promise này được resolve ấy, thì em sẽ take cái module. Async await thì bởi vì mình có thể dùng điều là bởi vì là cái câu lệnh import này này cuối cùng nó sẽ return lại một cái promise, thì em hoàn toàn có thể là await cái promise này, và em đến cuối cùng ấy, thì sau khi mà em đã await hoàn toàn cái command đấy thì em có thể take out cái result nó ra như thế này theo cái cách dùng async await này. Thì giữa hai cái syntax này nó hoạt động giống hệt nhau, chỉ là async thì trông nó có vẻ cool hơn, trông mới hơn. Thì đấy là cách tại sao anh viết là async await thôi, chứ còn bình thường em sẽ nhìn thấy quen thuộc hơn là cái việc là ok khi mà load children thì em sẽ pass vào một cái function. Cái function này thì sẽ ở trong cái function này sẽ return lại là ok có một cái phần là import. Tại sao là phải return một cái function, là bởi vì em không muốn là im nếu mà em dùng như này này, thì tức là em nói là ok em cần phải define, em phải cần import cái album module này vào, và nó sẽ không thể support cái lazy load module được. Đấy là lý do em cần phải pass vào một cái callback function, và trong cái callback function đấy thì bắt đầu mới import đến cái feature đấy, và khi mà import thì sẽ trả lại một promise. Khi mà trả lại một promise thì em có thể await cái promise đấy để lấy ra được cái result, thì nó tương tự như là cái cách em dùng then thôi, chả khác gì nhau. Hy vọng là nó đã trả lời câu hỏi của em. Nếu em thấy chưa rõ thì em thể comment tiếp. Nhưng mà nói tóm lại thì đây nó chỉ là một cái syntax thôi, chứ cũng không có gì. Ừ. Thì bây giờ em sẽ vẫn để là async await nhé. Thì để side by side, bởi vì là có một số những cái doc có những cái API mới mà thường là mình không quen lắm. Đây thì mình kéo xuống routing and lazy loading. Thì đây là cách load bình thường thì phải. Đúng không? Tức là vào à không không sorry, đây không phải là cách bình thường mà đây là cái cách để mà load ra một cái để mà lazy load được một cái component là standalone component. Tức là mình phải dùng load component thay vì là load children như thế này. Load children này hiện tại thì đang dùng để mà load ra một cái module. Còn load component này thì là để load ra một cái standalone component. Nó sẽ có thêm API chứ không reuse lại được. Đây thì cái mà mình đang gặp phải nó chính là lazy loading many rows at once. Tức là hiện nó giống như này, tức là khi mà vào path album ở trên cái web shell đúng không? Thì mình muốn load ra children. Đây, mở lại. Disconnected mọi người thông cảm. Khi mà load album ở đây thì vẫn là load ra children, và mình đang ném vào một cái module. Nhưng mà bây giờ cái cú pháp mới ấy, ở đây có thể nói là cái syntax mới ấy, support load new set of child row
without write a lazy load module và import cái for child này. Cái idea là bây giờ mình thay vì mình phải load cái album shell module đúng không? Thì hai cái round này này hoàn toàn mình có thể để nó vào một cái array trông như thế này. Đấy, trông nó như thế này. Hoàn toàn là để vào một cái array trông như thế này. Thì idea là bây giờ mình thể comment cái shell module này đi. Không vấn đề gì cả, chắc chắn nó sẽ báo lỗi nhưng mà mình sẽ export ra một cái const mới tên là album underscore round. Thì đây là nó sẽ thuộc về cái kiểu là đấy. Đây. Thì đây sẽ là một cái kiểu là array of round đúng không? Thì idea là mình hoàn toàn có thể ném nó vào và nó sẽ work. Tức là thay vì ở cái shell này này thách cái module thì bây giờ mình sẽ thách một cái array. Nhưng mà có một cái chú ý là bởi vì là hiện tại mình đang dùng hai hai cái feature, tức là cũng dùng những cái module khác để provide ra những cái gọi là sao service provider, thì mình đang depend vào hai cái module này dự, tức là kéo xuống thì sẽ thấy một cái phần là providing service to a subset of tức là mình dùng for feature để mà initialize album reducer và album effect ấy. Tức là khi mà mình vào cái phần khác này, ví dụ đây là ở sum này, mình vào một cái phần playlist thì mình nói là ok, thì ra là vào playlist thì chả liên quan gì đến album ấy. Thì tại sao lại mình lại cần phải initialize cái này? Đấy là lý do tại sao hai cái store module for feature này được define ở trong cái album module. Thì bây giờ cái idea là mình chỉ muốn provide hai cái nói chung là muốn provide nó cái cách nào đấy nó cũng không đúng, thì mình chỉ muốn là provide cái service đống này cho một cái gọi là subset of round cho cái album của mình thôi. Thì mình làm như thế nào? Đây đây có một cái ví dụ là khi mà mình dùng, tức là những cái round under admin và sử dụng cái load children để mà lazy load ấy, thì sẽ có những cái nó gọi là admin only service can only be provided to the rounds. Và bình thường thì mình sẽ cần cái load children này, kể cả là lazy load of round is not necessary, thì bây giờ phải có một cái cách tương ứng. Thì cái cách tương ứng đó là hiện tại ở đây đã cung cấp ra một cái nó gọi là provider, tức là cái sao nhỉ, cái cách config này thì nó hơi khác này, tức là mình hoàn toàn có thể config nó như thế này, tức là có một cái path là admin, xong rồi trong cái path admin đấy thì provide một cái admin service và một provide một cái giá trị constant là 1 2 3 4 5 và có hai children, thì mình có thể combine giữa cái capability này cùng với cái load children như thế nào. Tức là mình nói là khi mà mình vào cái path admin này thì mình sẽ load ra cái route của admin, nhưng mà trong cái route của admin đấy thì mình có thể define thêm là một cái gọi là provider, thì trong code nó sẽ trông như thế này. Tức là hiện tại mình đang define ra hai cái children, nhưng mà mình nói là bởi vì là hai children này cần sử dụng một số những cái gọi là những thứ từ từ store module và effect module, và nó chỉ scope cho cái module album thôi, thì bây giờ mình sẽ viết lại nó là một cái object như này là path empty, xong rồi sẽ có provide. Hiện tại thì mình chưa cho gì vào và đây vẫn là children như này. Ở trong children thì đúng là đấy là nơi mình sẽ điền hai cái children row vào. Không biết là nó có khó hiểu quá không. Thì khi mà mình điền hai children row thì mọi thứ vẫn work bình thường so far. Thì bây giờ mình cần ném hai cái
Cái module, cái gọi là mình provide một số những cái service thông qua cái module, tức là khi mà bạn dùng for feature ấy, nếu mà ai đã dùng trong quá khứ thì chắc chắn là sẽ rất là nhớ được cái cú pháp là khi mà dùng for feature. Để xem nào, để mình tìm ra một cái doc trông cho nó dễ hiểu. Nó gọi là module with provider, đây là cái type của nó. Đây, module with provider. Khi mà bạn dùng module with provider ấy, thì bình thường là khi mà bạn định nghĩa ng module ấy, thì ở trong cái ng module này sẽ accept một cái array gọi là provider. Nhưng mà với cái cách làm mà bạn dùng có một cái hàm nó gọi là for root hoặc là for feature ấy, thì thay vì là provide cái thứ này ở trong cái module này, thì bạn provide nó khi mà bạn call cái function này, tức là nó lazy, tức là khi mà bạn import nó vào một cái module khác thì nó sẽ không tự initialize cái service đấy ra cho bạn. Thì đấy là lý do mà một số những cái thư viện hoặc kể cả các bạn có viết một số những cái module cho ứng dụng của mình, thì các bạn cũng sẽ có thể cân nhắc là dùng for feature này trong trường hợp là cái service đấy bạn không muốn eagerly initialize nó. Thì ở đây là mình đang provide một số những cái service thông qua cái cách dùng module, thông qua một số những cái module, thì mình sẽ take hai cái đấy và mình ném vào cái mảng provider này. Nhưng mà bởi vì là mảng provider, cái array provider này chỉ nhận hai thứ, một là provider, hai là imported ng module provider. Và cái time hiện tại khi mà mình call cái function for feature này, nó lại là từ từ rồi, khi mà call for feature thì nó lại return lại một cái time nó gọi là module with provider, tức là hai cái time này nó không match nhau. Đấy là lý do tại sao bạn thấy nó có lỗi đây. Và để mà sử dụng được những cái service được provide thông qua module thì các bạn thể dùng import provider from, và trong cái import provider form này thì sẽ accept n argument. Đây, cái 3 dot này không, tức là bạn pass bao nhiêu vào cũng được. Thì khi mà bạn dùng như thế này thì bạn sẽ nói ok, khi mà cái store module này gọi là call cái function này và nó initialize ra một số những service, thì em muốn import cái provider, cái đống service đấy vào cái đống route provider này. Hy vọng là nó dễ hiểu. Sorry, lâu quá mình không explain về cái concept Angular này. Anyway, there's a comment asking about when will be the English live stream. I think it's gonna be soon. I'm not sure when, but at the moment, probably I will spend more time talking in Vietnamese. So thanks for dropping by. But it's not for today. Thank you. Thì khi mà mình define như thế này, tức là ok, tóm lại in summary thì ở trong cái array route của album này sẽ có một cái path empty. Và bởi vì là mình đang dùng một số những cái gọi là mình đang cần sử dụng những cái service từ những cái module khác, tức là mình provide những service thông qua module, thì mình dùng cái array provider này và import những provider đấy từ các cái module. Và trong trong cái path thì mình define luôn là children, là vẫn là nếu mà empty path thì load ra module, mà nếu mà có album ID thì load ra một cái album module khác không có chữ S. Hai này dễ dễ nhìn dễ nhầm rồi, một cái là có chữ S, một cái không chữ S. Thì bây giờ theo lý thuyết là nó sẽ chạy như bình thường hoặc không, bởi vì là cái cú pháp này hình như chỉ áp dụng cho standalone component thôi, tức là những cái children ở đây nó phải là standalone component thì phải. Để mình xem lại thì mình đọc ở đâu đấy. Đây nha. The router. Hỏi chỗ này. Đúng nhỉ? Ok, assume là nó
Không phải như thế đi, thì bởi vì hiện tại là đây nó đang có thừa một số những cái import nên là đang báo lỗi, lỗi rồi này. Thì ok, nó không chỉ dành cho standalone component, vẫn dùng module được bình thường. Bởi vì là sorry, bởi vì là nó là load children, so, thì load children hiện tại sẽ thích một cái load children callback. Thì bây giờ mình xem lại load children callback này thì sẽ cần, cái load children callback này đang support rất là nhiều thứ ấy. Thì có thể là ng module, that's fine. Xong rồi route, tức là array of routes. Ok, actually thì cái phần này thật ra nó có thể là route được không nhỉ? Theo lý thuyết là được. Ok, được. Chắc là kiểu alias thôi. Đúng rồi, thực ra nó chỉ là alias cho là khi mà route có chữ s, tức là đấy, số nhiều, thì nó sẽ alias đến một array of route. Thì hiện tại đang work bình thường bởi vì là load children ở đây nhận vào một cái load children callback, và load children callback này thì cũng accept rất là nhiều thứ. Accept một ng module hoặc là route observable hoặc là whatever observable của type hoặc route hoặc là có khá là nhiều thứ, nhưng mà hai cái thứ này đang được support thì là không có vấn đề gì cả. Anh Tiệp hôm nay muốn join livestream nhưng mà anh Tiệp có một số những cái trục trặc trong giấc ngủ đêm qua nên là mình chưa gửi link cho này, để anh Tiệp có thời gian bồi bổ lại năng lượng thì chắc là Tiệp sẽ livestream một buổi khác. Còn đây là bạn Lộc, chào Lộc, cảm ơn bạn đang theo dõi. Thì hiện tại nó đã work rồi, và thật ra thì đây là bây giờ mình sẽ review lại code một lần. Thì đây là cái album module cũ đúng không nhỉ? Từ từ chắc. Ok, đây là album shell nhé. Ok, đây cho mình nên sang cái album shell này. Từ cái này là cái gì? Ok, cái này để undo đi cho nó dễ nhìn. Thì đây là cái sự thay đổi chúng ta đã vừa làm, tức là mình bỏ hoàn toàn ng module đi. Sau đấy thì mình define ra một cái array tên là album route. Ở trong album route này thì bởi vì là mình có sử dụng cái này xưa này tiệm này, thôi chắc là hỏi tiệm sau. Thì đại khái là bởi vì mình có provide một số những cái service thông qua các module ấy, thì mình cần phải define ra một cái path lớn, tức là ok bảo là đây là cái path parent, và trong cái path parent này thì bởi vì nó scope với cái web shell module đến album nên là idea là khi mà load cái album này thì mình muốn nói là sẽ provide những cái service từ hai cái module này, và khi mà mình provide như thế này ấy, thì toàn nó sẽ available cho children và mình có thể dùng được ở trong cái route album. Thì ở trong cái children này thì hiện tại đang không khác gì cả, tức là ở đây có path và load children, thì hoàn toàn bây giờ mình có thể refactor hai cái module này thành standalone component, và thay vì là load children thì mình dùng load component. Thì bây giờ chúng ta có thể làm ngay cái việc đấy. Thì mình vào ngay album module, và vừa nãy thì mình có thể hiện là mình muốn xóa cái album module đi rồi, thì mình chỉ cần copy những cái thứ mà mình dùng ở trong album module này này. Hiện tại là album module làm việc rất đơn giản là ok, import một số thứ, khởi tạo cái gọi là initialize cái child khi mà vào empty path thì load ngay cái album này. Thì bây giờ mình sẽ xóa cái album module này đi. Sau đấy mình vào đây, chính đây chính là cái album component, mình thêm standalone true và import. Mình import toàn bộ những cái bị missing thì gần như nó đã đầy đủ rồi, và theo lý thuyết là cái album component bây giờ này chạy độc lập.
và cần sửa một số chỗ nữa, tức là bởi vì đây là đang viết theo kiểu là mỗi một thư viện nó là một cái component, nên là bây giờ mình sẽ thay vì export từ module mình sẽ export từ component, và bây giờ back lại đây thì chắc chắn nó sẽ báo lỗi rồi, thì bây giờ mình chỉ cần dùng là load component thôi thay vì là album module, thì bây giờ là album component và mọi thứ hy vọng nó sẽ hoạt động như bình thường. Thì để mình fix luôn đấy, có lỗi này. Thì theo như mình nhớ đây là lỗi của VS Code. Biết sao này. Thì đấy, cái việc mà migrate từ single component module sang standalone khá là đơn giản. Tức là mình bắt đầu từ nơi mà mình define ra cái subset of row, xong rồi sau đấy khi mà mình đã migrate được cái đống subset of row đấy rồi, thì bây giờ mình hoàn toàn có thể là migrate từ từ từng component một. Hiện tại như là chưa có schematic có lệnh nào để mà migrate từ scan sang standalone, tức là kiểu bạn chạy một câu lệnh xong rồi cái schematic câu lệnh đấy sẽ kiểu tìm xem là ok đây có follow scan không, nếu mà follow scan thì ở trong cái module nó đang import những cái gì, nó đang provide những cái gì, xong rồi thêm cái standalone component đây, standalone true cho con component đấy, xong rồi import những cái mà module đã import và provide những cái module provide, thì chắc là như vậy, nhưng mà như là chưa ai biết. À, nếu mà trong thời gian tới mình có thời gian thì chắc là mình sẽ xem qua, bởi mình cũng chưa biết kiểu custom schematic bao giờ. Ok thì đấy là lỗi của VS Code, bảo lỗi thôi chứ còn chạy không vấn đề gì. Theo bùng lỗi bình thường. Như mình nói có một cái bug là player nhiều lúc không load được. Vẫn chưa fix. Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục với cái component còn lại. Album module. Thì được xem, ở đây thì cái này có thể dùng hơi nhiều thứ hơn. Thì hầu như là khi mà mình rút ngắn, tức là mình vứt cái ng module đi thì mình đã bỏ được phần này rồi. Tức là phần declaration này không cần nữa, chẳng cần export ra cái class làm gì cả. Và bây giờ mình chỉ cần copy cái này, những gì mà cái module cũ import, import vào đây. Import. Sau khi import thì đương nhiên là phải import toàn bộ những cái missing này rồi, bởi vì nó không phải ở đây từ ngày trước. Mình quay lại đây, mình xóa cái module đi là xong. Mình xóa đi cái module và thay thế vào nó là component thôi. Vì ở đây chắc chắn nó sẽ bảo lỗi ok cái module mất rồi, thì bây giờ phải load ra component và phải là load component. Actually cái load true đã không báo lỗi này, biết nó có chạy nhỉ? Theo lý thuyết là mọi người đều bảo là phải dùng load component, nhưng mà load true somehow vẫn chạy bình thường. Chả sao, à nhưng mà lỗi thật. Lỗi thật rồi. Đúng rồi, phải dùng. Nhưng mà nếu mà không có đây expected cái gì đấy, assert xong rồi throw error, đây là subset của ng module type, thì nói chung là đoạn này nó vẫn hơi risky đúng không, vì là mình khi mà migrate ấy, đôi khi mình sẽ quên mất là phải thay đổi cái này thành load component, thì và compiler hiện tại không báo lỗi gì cả, nên là không biết là trong thời gian tới thì sẽ có update gì không, nhưng mà như này mình thấy khá là risky, khá rủi ro. Bây giờ thì đã work bởi vì là mình đã đổi thành load component. Bạn Lộc có hỏi là standalone component mới quá thì có nên áp dụng vào dự án công ty không, thì mình nghĩ là câu trả lời là không, bạn nên dùng để thử với lại để demo cho team thôi, tức là xem team có thấy thích hoặc là thấy cái cách viết bằng standalone component có cải thiện gì không.
Chứ còn hiện tại thì ở trong doc cũng ghi khá là rõ ấy, là đây là available for developer preview, tức là chưa phải là một phiên bản chính thức để mà có thể dùng trên production được. Đây là recommend bởi vì bạn có thể hoàn toàn kiểu migrate sang standalone component, nhưng mà không chắc là trong tương lai sẽ có breaking change. Thì ví dụ nhiều bạn upgrade hết lên 14 xong rồi dùng standalone component, xong đến 15 cái tự nhiên có cái API nó không phải là load component nữa. Load component bây giờ bị remove đi để mà thôi dùng load children luôn cho tiện, thì đấy tự nhiên bạn phải fix lại một đống. Thì hiện tại mình nghĩ là cũng nên thử cho biết xem là mình thấy có thích không, có hợp không. Mình nghĩ là sẽ hợp thôi, bởi vì như mình nói lúc đầu chắc là bạn chưa join thì không như các framework khác đâu có cái concept of module đâu, như là khi mà mình bỏ qua được cái bước ng module ấy thì nó sẽ khá là tự nhiên để cho các bạn đang dùng những cái framework khác catch up một cách dễ dàng hơn. Hy vọng thì nó đã trả lời được câu hỏi của bạn. Chắc chắn là không khuyến khích là dùng thẳng lên production rồi. Thì hiện tại thì chúng ta thấy là dùng load component và migrate hai cái component cho album khá là dễ dàng. Thì bây giờ chắc là commit thôi. Sẽ review lại một lượt đây. Thì hầu như là sẽ chuyển hết từ import từ module sang import component. Sau đấy thì ở trong album, ví dụ như là trong album component, thì bây giờ mình cần phải import thêm một số thứ và phải explicitly, tức là phải explicit, tức là tường minh như thế không ạ, tức là chủ động, chả biết explicit gì cả. Anyway, thì explicit thêm một cái flag tên là standalone true và import cái đống component mà cái component có dùng, tức là ví dụ như kiểu là dùng ng if ng for thì rõ ràng là cần common module này, xong rồi dùng loading thì sẽ cần phải import cái track loading module. Thì đến cuối cùng thì toàn bộ tất cả những cái module này thì nó sẽ biến tất tần tật thành component thôi. Nhưng mà bây giờ mình chưa fix ngay lập tức, bởi vì nếu mà fix bây giờ ở những cái chỗ này thì sẽ phải import ở tất cả những cái component khác, chắc là sẽ hơi mất thời gian. Thì mình sẽ làm cái việc đấy lúc mà mình rảnh, sẽ không livestream nữa. Xong rồi mình sẽ xóa đi cái album module, cái này chả quan trọng nữa. Tức là mình sẽ kiểu copy cái đống này, rồi copy cái đống này sang cái component, và theo như mình thấy ra cái đoạn code nó đang ngắn đi được khá là nhiều. Ví dụ như bây giờ mình bỏ cái này, tức là bây giờ mình bỏ cái này đi, mình bỏ cái đống nếu mà cần import này, chỉ để lại cái ng module, sau do lại với router module thì cũng bỏ ít nhất được 10, khoảng 10 dòng cũng đỡ phải code đấy, thì nó ngắn hơn rõ ràng. Đấy là kiểu chưa cần benchmark, chưa cần measure, thì chưa cần tính toán gì, thì đã thấy là cái cách viết này nó đã khá là ngắn hơn và nó tự nhiên. Bởi vì đôi khi cái module thì cũng là một cái concept rất là hay, tức là mình cần phải biết được là mình dùng cái gì, và mình chỉ và khi mà mình cần dùng cái gì thì mình phải kiểu explicit nó là ok tao cần cái này, và từ đấy thì Angular mới compile và kiểu ấy run cái ứng dụng được. Nhưng mà khi mà chuyển sang standalone component thì cái cú pháp nó vẫn khá là tương đồng, tức là về cái mindset ấy thì vẫn phải là kiểu ok bạn cần dùng ng if ng for thì bạn vẫn phải import common module, bạn dùng media thì bạn vẫn phải import cái media module, và trong tương lai thì nó sẽ là media component, nhưng mà vẫn phải là very explicit là ok you need something, you need to import it and then you can use it, chứ không phải là chỉ kiểu bạn import vào đây, tức là kiểu mình bỏ cái mảng import này đi thì nó sẽ không work nữa. Tức là kiểu bạn import vào trong component này là được. Thì hiện tại đang không hoạt động như vậy. Đấy là idea của Angular từ ngày xưa rồi. Và ở trong cái phần shell ấy thì cái thay đổi lớn nhất là thay vì là mình import kiểu load children một cái module, thì bây giờ mình load children thì mình chỉ cần return lại một cái array of rounds như này. Và bởi vì mình có cần những cái provider thông qua những cái provider mà được provide thông qua những cái module ấy, thì đấy là lý do mình cần dùng import provider from và define ra một cái path kiểu parent. Thì cái path parent này trong cái cách viết cũ thì không cần, nhưng mà trong cách viết cũ thì bạn lại phải define những cái path children nhỏ hơn
thì nó cũng là một cái trade-off thôi. Thì ok, hy vọng nó đã work fit migrate to standalone. Khá là nhanh, mình thấy khá là nhanh. Đấy là bởi vì dự án này nó nhỏ, nó chả có gì nên là thấy làm nhanh thế thôi. Có dự án khác thì khi là... Ok, bây giờ ok. Mình không dùng, không hay được commit đây về project mà tag với scope web chỉ được depend và scope web dòng 35. Thì đây là playlist module. Có vấn đề gì đây đây? Mình xem lại. Xem project. Ok, chắc là so scope web ở đây nó có một cái dấu space. Hay là cái ESLint chạy không đúng. Không sao, nó đang chạy đúng nhưng mà nó báo kiểu warning. Okay. Đấy đúng không? Thì bây giờ tiếp tiếp. Đây là fixture. Scope. Thế thì bây giờ album đã xong, mình ra làm tiếp phần playlist hoặc là artist với các từ từ trên xuống dưới, tức là làm kiểu giữ cái gì nó alphabetical cũng dễ hơn, ngay cả cái việc này, ngay cả phần import này, khi mình import ABC thì cũng dễ follow hơn. Thì mình có một cái dùng một cái extension của VS Code, tức là khi mà bạn kiểu press một cái combination đấy thì nó sẽ tự kiểu ok short lại cho bạn A C M M, tức là từ A đến Z, và ngay cả là cái đống property này thôi đấy, hiện tại nó đang short sẵn rồi. Nhưng mà nếu như mà các bạn viết ra một cái component mới mà kiểu cứ thêm vào cuối, thêm vào cuối, thêm vào cuối, đến một cái lúc nào đấy mình vẫn cảm giác là nó sẽ hơi mất thời gian khi mà mình kiểu scroll through, thì nếu được thì mình recommend là khi mà nếu mà không có một cái order gì nhất định mà bạn muốn kiểu group nó theo thành các group nhỏ ấy, thì nên follow theo theo bảng chữ cái đấy thì nó sẽ dễ hơn. Ngay cả đây ok, ngoài đứng ngoài lề vậy thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái ATIS sao? Cái rồi này là gì? Ok, chắc là đoạn này là đoạn short thôi. Chúng cứ bỏ đi đã. Cái này thì có thể các bạn chẳng biết ESLint đâu nhưng mà nó sẽ dễ theo dõi thôi. Thế bây giờ mình sẽ vào ATIS. Các bạn thực ra có một số nó gọi là UI ấy. Thì hoàn toàn chúng ta có thể đổi cái hành component. Bởi vì đây nó chỉ là có một cái album track module à, component thôi, và mình cũng cần phải export ra thành một cái mình cũng cần phải export nó ra và phải define ra một cái module rất là explicit. Thì ok, bây giờ mình sẽ import toàn bộ này vào đây. Đây không có ra thì mình sẽ import toàn bộ. Không, rồi đây cũng là standalone component thôi. Được import giờ nó là copy nguyên từ bên kia sang ấy. Okay, thì import toàn bộ sang không xóa cái module đi, xong rồi vào đây rồi thành component kết xong. Bây giờ đương nhiên là không xong nhanh thế được bởi vì là có dùng ở những chỗ khác nữa nên là phải fix nó. Trời ơi, chắc là dễ nhất là search là album khỏi track module. Chắc thế. Đấy, đúng rồi. Bây giờ nó sẽ là track component. Đây. Chưa, ok, tốt. Cái này nữa. Sorry, cái này nữa. Bị lỗi. Không biết đấy. Cái đoạn cái ở trên nó có vấn đề gì đấy,
khi mà dùng kiểu mang tính cơ sở. Ok, bây giờ back lại đi. Mình sẽ trên dưới. Ok, như này đi, theo bộ trang phục đấy, đơn giản. Mà lỗi hỏi. Thì ok, hello rồi đấy. Tại bình thường chắc thế. Ok, sorry, tại vì player đang chết. Ok, để mình commit cái này. Migrate. Lỗi gì nhỉ? Chắc không. Ok. Đấy, trời ơi. Project tag with type UI can only define. Tại vì mình có sửa một số chỗ này là đây. À, ok. Ừ, cái đó là gì nhỉ? Trời ạ. Output. Lại quên rồi, dòng mới rồi. Cái đoạn này không thể dùng keyboard được, khá là bất tiện. Để nó lên đi. Dòng số 3. Playback Store. Thực ra là hồi mình làm cái này mình có khá là nhiều shortcut. Là cái idea là cái Playback Store này nó là thuộc về type Beta Access, và cái boundary hiện tại nó chỉ enforce là những cái type UI component ấy, thì chỉ có thể depend vào type util hoặc là type UI thôi. Nên là bây giờ mình commit file thì nó sẽ chết. Tuy nhiên là đây là một cái cũng cũng là một cái cách control, nhưng mà khá là nhiều component hiện tại mà mình viết thì mình cần đến cái context của cái store để hiện là ok cái album này có đang chạy hay không. Nên là nếu mà delegate cái logic này lại lên trên ấy, ví dụ kiểu là e-track playing này, mà delegate lên trên thì sẽ khá là unintuitive. Nhưng mà cái album track này thì đúng là nó kiểu thuộc về một cái dạng, nó không phải là feature. Feature là giống như kiểu là nó phải link đến một cái route, còn cái này đúng là một cái UI. Nên mình đôi khi mình thấy là cái rule mà UI chỉ được import từ UI thì đôi khi nó cũng hơi bị strict quá. Anyway, thì đấy là ngoài lề, nhưng mà để mà fix được hiện tại thì chắc là phải comment out những cái constraint này thôi. Đây, nếu bạn thấy là cái có một số những cái constraint này là được commit, tức là được các bạn khác suggest add vào sau khi mà mình đã develop và kiểu launch cái dự án ấy. Nên là trong lúc mà mình launch thì đương nhiên là sẽ không có những cái rule này. Đến bây giờ mình kiểu mình sửa lại một số những cái file ngày trước mình đã viết mà nó không match với cái rule này rồi ấy, thì bây giờ nó sẽ báo lỗi. Nên là bây giờ chúng ta có rất là nhiều cái cách xử lý ấy, nhưng là cái xử lý đơn giản nhất là có ngành hết tất cả cái này đi. Tạm thời đấy ạ, không sao. Nếu có ngành hết đi thì thì ta sẽ không biết được. Ok, tạm thời thế. Fix disable temporary disable ESLint boundary. Lộc có hỏi lại về cái extension nào. Quên sửa tên rồi, để xem lại. Là sót à? Sót đúng không? Tí là sót chứ cái này. Không, từ từ. Ship on dot s. Yeah, I think, yeah, đúng rồi, chính là cái này đấy. Cái này short, sơ thử đi. Chắc là mình sẽ tìm lại cái link này mình gửi. À, đây, để có link luôn này. Đấy, comment đấy. Thì nó chính là cái này. Short. Thì hiện tại vì là do có nhiều những cái khác mà mình chưa bao giờ nhìn như là source line.
À, cái short fly này thì cái short này cũng support này, chả vấn đề gì cả. Đây mở lại cho mình xem. Đấy, thử đi. ABC xong rồi A xong rồi. Để em qua được rồi. Đấy, xong rồi kiểu mình command phát đấy thì nó short từ trên dưới luôn. Cũng cũng support. Nên là cái extension short kia thì như là mình đọc ở đâu ấy, nhưng cũng khá là dùng khá là lâu để không không đổi sang cái khác nữa. Thì bây giờ cũng sắp đến hết giờ rồi này, thì chắc là làm nốt một cái 80s xong rồi chúng ta nghỉ thôi. Lâu mà không livestream nói lâu khô cổ, hy vọng là sẽ livestream thường xuyên hơn. Mình sắp làm Angular trở lại. Đây thì đây là 80s. 80s thì cũng chỉ define ra một cái route thôi. Và như đây chỉ cần mỗi cái loại ATIS component đây còn cả có shell, tức là nó còn không có những cái route khác hiện tại, thì chắc là đơn giản thôi. Chẳng là mình chỉ cần bỏ cái ATIS module đi xong rồi sửa lại cái ATIS component này. Từ xem ATIS module này được load đâu đấy. Đây thì load thẳng từ web shell. Nên là bây giờ mình chỉ cần sửa cái ATIS module này là xong. Thì đây. Hiện tại như các bạn nhìn thấy thì cái route for child whatever này thì cũng được. Ok cũng được, từ này thì cho dễ hả. Làm mấy này chưa quen lắm, mình copy thẳng này xuống đó. Đấy, nhưng mà đấy vì cái này nó chả depend vào các module mà dot for root for feature thì thôi mình copy cả cái cụm này luôn. À, để mà nếu mà anh em là chưa biết để mà select kiểu như này nhá, tức là để ở một cái line này đúng không, sau đó có một cái shortcut là select cả cái cụm ấy. Đấy, lan kiểu select lan ra ấy. Cái VS Code có một cái nó gọi là về select gì? Input on nhớ tên là gì? Expand select. Expand selection này, với lại cái mà reverse nó là cái gì mình quên sửa rồi. Nhưng mà idea là khi mà bạn để con thỏ ở đây đúng không? Bạn ấn một lần thì nó select cái gần nhất. Ấn tiếp theo select cái hình thường là cả một cái line đấy hoặc là cả một cái group, tiếp theo thì là hết cả một cái line từ đầu đến cuối, tiếp là cả cái cụm đấy, tiếp là cả cái mảng, cả cái array, xong rồi tiếp thì là cả được một cái property. Thế này rất là hay mà cũng không phải ai cũng dùng, phải biết sao vậy, hiếm người dùng đấy. Nhưng mà select thì rất là hay, kiểu ở đây là mình select một cụm đấy, mình select cả mảng luôn, một cái array thôi, không phải chuyển con thỏ về đầu xong rồi select hết đến cuối, thì chỉ cần để ở đây thôi. Để ở bất kỳ, ví dụ như mình ở đây mình select thì mình select được cái từ đấy, sau rồi select được đến cái đoạn đầu, sau rồi select được cả một cái cụm luôn, thay vì là phải kiểu như này xong rồi như này đấy, thì đôi khi nó khá là tiện. Các bạn tìm expand selection về cái gì gọi là expand là collab không phải expand collab expand đúng không rồi. Thôi không không chém gió đấy. Ok, back lại thì mình sẽ select toàn bộ cái import này, xóa hết cái này đi, chả cần gì nữa. Ok, sorry, vẫn còn. Thôi, không xóa hết nữa. Bây giờ mình xóa cái module đi thôi. Đấy. Bỏ hết những cái không dùng. Back lại ATIS component đây, chính là chỗ này thì mình bắt đầu mới cần standalone true này. Xong rồi import. À cái import này select hết rồi. Đây. Okay. Thì ở đây mình sẽ cần phải sửa lại nó thành ATIS vào. Trời ơi, lỗi. Không thể lỗi được. Ê.
thì có vẻ như là cũng chạy bình thường chả sao. Đấy thì vào Atis thì load thẳng là Atis ID, tức là hiện tại thì có thể là làm thêm một cái gọi là My Atis đây, nhưng mà mình chưa làm, thế là hiện tại không có cái root nào là kiểu dẫn đến là một cái list của Atis cả. Cái đấy thì nhanh, chắc là kiểu copy code sang để làm nhanh một thôi được. Hết rồi à, chắc là hôm nay đến như vậy thôi nhỉ, để mình commit cái đống code này lên. Fit phải nói là gì nhỉ, này nó là migrate album track đây, tôi cứ copy lại đặt tên cho nó assistant artist nào. Artist nào. Thì quit cái này đi đã, xóa này đi, close. Push thôi, chưa push. À, thực ra bây giờ mình không hay kiểu push ấy. Push thì bây giờ sẽ available remote. Còn gì nữa nhỉ? Chắc là hết rồi. Trước khi chia tay. Thì như thường lệ, đây là cái calendar mà mình có public, tức là ở chung k18.com/chat, nó hơi cái tên nó hơi lởm nhưng mà thôi, mình dùng cái domain này lâu quá rồi không thay đổi được. Thì tháng 7 này còn khá là nhiều slot, tháng 6 này thì full rồi này. Thì tháng 7 còn khá nhiều slot, nếu bạn nào cần hỏi gì về Angular, về các cơ hội nghề nghiệp ở Sinh, hay là có bất kỳ những cái thắc mắc nào thì có thể lên cái calendar này để đặt lịch nói chuyện với mình. Thì đa phần mình có thể tổng kết lại là có khá là nhiều câu hỏi liên quan đến các cơ hội làm việc ở Singapore là chủ yếu. Ngoài ra thì cũng sẽ có những câu hỏi là đấy, bây giờ em đang làm startup thì em có nên chuyển qua một công ty lớn hơn không? Kiểu một công ty corporate có một cái size lớn rồi, mọi thứ nó đều hoàn chỉnh, hoặc là em nên làm các công ty product hay là làm công ty outsource. Thì đấy là đa phần là những cái câu hỏi mình hay được hỏi, hay được các bạn hỏi. Thì trước khi mà khép lại thì mình có tổng hợp lại một cái link làm nhỏ thôi đây, gọi là thông tin cần biết. Thực ra thì cũng có khá là nhiều thứ mình muốn chia sẻ với cả giờ nói hết được. Thì ở trong cái link này chắc là tí nữa mình sẽ gửi lại vào, tôi gửi lại luôn đi chứ, gửi lại comment luôn, tí nữa sẽ để điền vào description. Thì có khá là nhiều thông tin về Singapore nói chung, ví dụ như là cái loại visa dành cho người lao động, worker, tech worker là chủ yếu, là người giống như anh em ta, thì nó sẽ như thế nào thì các bạn có thể đọc cái bài viết này. Không phải bài nào cũng là mình viết, một số bài thì là từ anh Bill, nếu như các bạn có xem livestream đợt trước thì các bạn cũng biết anh Bill là ai, còn nếu như các bạn không biết anh Bill là ai thì tí nữa các bạn sẽ nhìn thấy. Thì có khá là nhiều những thông tin liên quan đến Singapore ở đây, hy vọng là cũng có thể giúp ích cho các bạn khá là nhiều, bởi vì những cái thông tin này không phải thông tin là các bạn có thể tìm được trên mạng, cái này chắc chắn. Một số thông tin về career ladder, nếu như các bạn đang kiểu thắc mắc là bạn đang ở một cái mức mid level và muốn là phát triển lên thành senior thì cần những cái gì, thì đây là mình có link đến một cái career path của một công ty có tên là remote.com. Thì cái engineering ladder của công ty này rất là rõ ràng, thì các bạn có thể tham khảo nếu như mà tổ chức các bạn làm việc nó chưa có một cái ladder rõ ràng ấy. Thì để xem là khi mà mình lên cao thì những cái yêu cầu cần thiết là gì, những cái expectation từ tổ chức là gì. Đương nhiên là các tổ chức nó sẽ có những expectation khác nhau, nhưng mà ở phần nào đó thì vẫn sẽ có những cái điểm tương đồng. Vì đấy là thứ hai, câu hỏi của phỏng vấn thì không có nhiều lắm, nhưng mà đây là list câu hỏi của một bạn đi phỏng vấn backend đã tìm được cơ hội ở Sinh. Bạn tên là Tâm, bạn ấy cũng đã
list lại những cái câu hỏi mà bạn ấy đã ôn khi mà bạn ấy đi phỏng vấn được đó thì cũng rất là hay, các bạn có thể tham khảo. Cái cách viết CV này như là mất rồi, nó hỏng thì nó mình sẽ xem lại, nhưng mà như là nó không dùng nữa. Có một số những cái newsletter, nếu mà bạn nào kiểu muốn cập nhật về tình hình công nghệ ấy, và không kiểu có nhiều thời gian để lên Twitter hay là lên các diễn đàn ấy, thì có thể subscribe đến những cái newsletter này. Chủ yếu là sẽ có những cái thông tin mà đang xảy ra trong cộng đồng công nghệ mình nên quan tâm tìm hiểu. Về React cũng có bài .dev thì là các thứ liên quan đến JavaScript cũng rất là hay, những cái thư viện mới mà mình có khi chả nghe bao giờ nhưng mà cũng cũng hay. Mock interview này thì là một phần dành cho các bạn đang đi tìm việc, còn nếu mà cụ thể hơn thì các bạn nên book meeting để nói chuyện với mình. Các quyển sách nên đọc thì mình thấy một quyển rất là hay có tên là DevUp của một anh tên là Hiền hay là Hiển hay Hiển, đây quyển này rất là hay, DevUp, thì mình cũng có đánh giá quyển này rất cao, 5 sao. Các bạn nếu có thời gian thì có thể mua về đọc, có những cái góc nhìn rất là thú vị cho những người làm công nghệ. Thì quyển sách này viết bằng tiếng Việt nên là rất là dễ hiểu, rất là dễ đọc và cũng rất là nhanh thôi. Nó trông to như vậy nhưng mà chữ nó cũng không sát nhau như kiểu Harry Potter, đọc rất nhanh. Thì các bạn thể tham khảo, còn cũng có một cái link đến một số những quyển sách mà mình đọc mình thích, chả liên quan gì đến thật, có khi là chả liên quan đến IT, một số quyển thì là liên quan đến công nghệ thật nhưng một số quyển thì là những quyển sách mình thích. Thì các bạn có thể xem qua, nếu như mà đang tìm sách để đọc thì xem qua cái list này, hy vọng là một số quyển ở trong này nó có mang lại những cái góc nhìn mới. Hết rồi, còn lại là video nên xem thì đây là đây chính là anh Bill mình có đề cập, thì có 2 cái clip mình vẫn hay share cho mọi người là cơ hội làm việc tại Singapore trong ngành IT, nói rất là chi tiết về từ việc là lý do tại sao bạn nên qua Sing làm việc và có những cái insight về mức lương có thể kỳ vọng, nhưng đương nhiên là với mỗi background với mỗi cá nhân thì nó sẽ khác nhau, nên nếu các bạn cần tư vấn kỹ hơn ấy, thì có thể again book lại lịch nói chuyện với mình ở địa chỉ này. Đó, nhiều đây, nhưng mà đây chính là cái địa chỉ thì các bạn có thể book được nói chuyện chém gió mình. Và cái chia sẻ thứ ba của Bill về senior software cũng rất là hay, có rất là nhiều ý mà hồi mới đi làm hầu như là cũng không phải ai cũng nhận ra sớm. Thì các bạn xem qua nếu nếu muốn kiểu có những góc nhìn khác, và vậy thế thôi, xin hết, rất là cảm ơn mọi người đã tham gia buổi livestream hôm nay, bye bye, hẹn gặp mọi người sớm, mình sẽ cố gắng tổ chức thêm nhiều livestream trong thời gian tới, bye bye.